Thưa quý vị, người xin tòa án cho chết đã chết trong bình an, tin từ London. Ông Tony Nicholson thực kiện tại tòa thượng thẩm trong tuần trước đã từ trần tại tư gia trong sáng nay, thọ được 58 tuổi. Luật sư Simon Shaho xác nhận, thân chủ của ông đã qua đời lúc 10 giờ sáng nay. Bà Jen là vợ ông Tony cho biết, sức khỏe của chồng đã suy kiệt nhanh chóng trong tuần qua. Ông Tony Nicholson đã từ chối dùng thực phẩm, các phương tiện trợ sinh trong tuần qua sau khi nghe tòa án bác bỏ thỉnh cầu được chết với sự giúp đỡ của bác sĩ. Ông Tony đã bị đứt mạch máu não, tê liệt từ cổ trở xuống trong năm 2005, diễn tả đời sống của ông ta đau khổ như ác mộng. Trong tuần trước, tòa đã bác bỏ thỉnh cầu cho ông ta được chết với sự giúp đỡ của bác sĩ. Bà Jen cho biết bà ta định nộp đơn kháng án, quyết định của tòa là phán quyết vô nhân đạo. Chính phủ đã buộc chồng bà phải chọn lựa cách chết đói.